Gia đình ông Trần Xuân Lý, thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ là một trong 50 hộ dân tham gia thực hiện dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nuôi ong lấy mật do Sở Khoa học Công nghệ và Hội nông dân Hà Tĩnh triển khai. Các hộ tham gia được tập huấn kỹ thuật nuôi ong như kỹ thuật tạo ong chúa và nhân đàn, kỹ thuật chăm sóc và phòng trị bệnh cho ong, xử lý hiện tượng chia đàn tự nhiên, thu hoạch mật, bảo quản, tiêu thụ và nhiều kiến thức khác do các chuyên gia nuôi ong giảng bài và trực tiếp hướng dẫn. Sau tập huấn, dự án hỗ trợ kinh phí mua 500 đàn ong giống cho 50 hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình được sở hữu 10 đàn ong giống. Dự án thực hiện từ tháng 9 năm 2019 và đến nay đã bắt đầu cho kết quả. Ông Trần Xuân Lý ở thôn Mỹ Đông là một trong 50 hộ gia đình được tham gia dự án. Hiện nay, ngoài 10 đàn giống được hỗ trợ, ông Lý đã nhân được thêm 5 đàn và tất cả đều đang phát triển tốt, hứa hẹn cho sản lượng mật cao. Cái giống ngóng của của tỉnh đưa về này á, là đảm bảo về kỹ thuật thì nói mà từ cái tường cho đến cái con giống nói chung là rất là đảm bảo và chúng tôi phát triển rất là nhanh. Thì có những hồ hôm nay là mày phát triển được 5-6 đàn, không có những hồ binh quân khoảng 2 đàn cũng ở thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ, ông Lê Đình Cẩn lúc đầu chỉ nuôi ong như một thú vui, nhưng khi gắn bó mới thấy được sự đam mê và đặc biệt là có thu nhập. Ông đã biết phát huy lợi thế rừng keo, diện tích vườn cây ăn quả của gia đình, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi ong để tăng đàn, nâng cao sản lượng mật. À, bước đầu nuôi ong thì thực tế là lần đầu tiên để nuôi thì cũng nằm rõ lắm nhưng mà sau khi được cái tập huấn vì được học hỏi cả cái nhà nuôi trước đấy đặc biệt là hồi nông dân họ hướng dẫn về cái mô hình nuôi ong và cũng học tập qua à, thông tin đại chúng thì hiện nay là gia đình nuôi cũng phát triển rất nhiều nghề nuôi ong không khó nhưng đòi hỏi người nuôi phải chịu khó tỉ mỉ am hiểu về đặc tính của đàn ong như di chuyển xây tổ chia đàn, từ đó mới có thể duy trì phát triển và nhân đàn hiệu quả. Để hỗ trợ nông dân về kiến thức trong quá trình nuôi, hội nông dân Hà Tĩnh phối hợp với các chuyên gia nuôi ong ở huyện Vũ Quang tổ chức tập huấn quy trình nuôi ong lấy mật cho các hộ dân xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên. Những kiến thức đã trang bị được vận dụng vào thực tiễn để phát triển đàn ong của các gia đình góp phần tạo ra sản phẩm có giá trị, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Thường xuyên là bám về cái địa bàn, về các hồ nói không Để đốn đốc các hồ, thứ nhất là chăm sóc ống về mùa rét. Cái thứ hai là những cái khí mà phát hiện ống có cái hiện tượng như bị uh, sâu, rồi, uh, uh, hoặc là bốc bay chẳng hạn thì như vậy là chúng tôi... Uh, trực tiếp hỗ trợ hoặc là gọi ngay cho là là thầy giáo từ từng dạy hò là để hướng dẫn để cách để bắt đàn trở lại hoặc là để xử lý những cái cái ổ mà có cái dấu hiệu là kẹm mà gió xấu hoặc gió nồng bằng cách đó cho nên là cũng nhanh chóng là kịp thời là giải quyết một cái số đàn ong mà nó chất đường nó không được đảm bảo dự án hỗ trợ 500 đàn ong cho các hội viên nông dân xã Cẩm Mỹ, là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp hành động giữa Sở Khoa học Công nghệ và Hội Nông dân Hà Tĩnh để hỗ trợ gia đình hội viên nông dân phát triển nghề nuôi ong. Từ kết quả thực tiễn, Hội đồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành đã xét duyệt và đồng ý triển khai dự án theo hướng nhân rộng mô hình. Bước đầu, dự án hỗ trợ 70% tổng kinh phí đầu tư xây dựng mô hình và đàn giống. 50 hộ gia đình hội viên nông dân được hỗ trợ với mỗi hộ 10 khung nuôi, tương đương với 10 đàn ong và 25 thùng quay mật. Đến nay, Cẩm Mỹ đã có 80 hộ gia đình hội viên nông dân gắn bó với nghề nuôi ong. Sau khi có cái đề xuất của hội nông dân là xin hỗ trợ để thực hiện cái mô hình tại huyện Cẩm Xuyên thì qua khảo sát đánh giá thì cái địa bàn xã Cẩm Mỹ là một trong những cái xã mà có khả năng phát triển nuôi ong rất là tốt. Chính vì thế mà sở khoa công nghệ là đã có cái hỗ trợ về mặt kinh phí là xây dựng cái dự án là à, thông qua hội nông dân à, và trực tiếp là hội nông dân là, là là triển khai cái mô hình này tại xã cẩm mỹ thì thời gian triển khai thì là trong vòng 12 tháng tuy nhiên thì cái dự án mới thực hiện được 4 tháng à, đến thời này điểm này thì qua cái đánh giá kiểm tra thực tế thì cũng như là ý kiến của người dân thì để đánh giá đây là một cái mô hình mà khả thành công hiệu quả của nghề nuôi ong lấy mật đã được khẳng định đối với các xã miền núi. Tuy nhiên, để mở rộng và phát triển đàn ong ở những địa phương không có truyền thống như Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên hay các địa bàn vùng xuôi thì rất cần đến sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như nguồn vốn hỗ trợ ban đầu. Thành công của 50 hộ gia đình tham gia dự án nuôi ong tại xã Cẩm Mỹ sẽ mang đến những bài học kinh nghiệm trong việc nhân rộng góp phần khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về tự nhiên và lao động ở những địa bàn tưởng chừng như không có nhiều thế mạnh